Điểm nhấn trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở ngành giáo dục và đào tạo Đắk Lắk là thực hiện tốt cuộc vận động. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Với nỗ lực hoàn thiện bản thân qua việc học tập, nâng cao trình độ, qua việc đổi mới sáng tạo trong công tác giảng dạy, qua cách ứng xử, qua những việc làm trong đời sống hàng ngày, các thầy cô giáo thực sự đã trở thành những tấm gương sáng về năng lực chuyên môn để đồng nghiệp học hỏi, là tấm gương về đạo đức, ý thức, trách nhiệm để học sinh noi theo. Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Đó là điều mà tiến sĩ Lê Thị Thảo, một cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk rất tâm đắc khi nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh. Với phương châm ấy, trong nhiều năm qua, dù ở cương vị nào, tiến sĩ Lê Thị Thảo cũng đều nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với 20 năm công tác, nhưng có 14 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, và phần thưởng cao quý nhất mới đây, đó là chị đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Để học tập theo bác thì mình phải cố gắng. Có những lúc là người ta nghỉ thì mình vẫn làm việc. Có những lúc mà người ta đi ngủ thì mình vẫn còn thức. Thì mình mới hoàn thành được cái công việc của mình. Chăm chỉ cần cù. Đó là cái điểm thứ nhất. Thứ hai nữa thì tôi cũng học tập được ở bác là tính trung thực và trách nhiệm. Khi mà mình đã được giao một cái nhiệm vụ gì thì mình phải cố gắng nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Và khi mình nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ và mình phải chịu trách nhiệm với tất cả những cái gì mà mình đã được giao. Cũng với mong muốn được đóng góp sức mình cho sự nghiệp chồng người, những năm qua thầy giáo trẻ Mai Văn Truyền công tác ở một trường vùng 3 của huyện Chư Mờ Ga đã có những sáng tạo đáng ghi nhận trong công tác giảng dạy. Thành tích đáng ghi nhận của thầy giáo Mai Văn Truyền đó là tạo được sự đam mê học tập, rèn luyện cho học sinh đối với môn thể dục. Nhờ đó, nhiều năm liền, học sinh trường trung học cơ sở Ngô Mây, huyện Chư Mờ Ga đã đạt được nhiều huy chương trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh cũng như quốc gia. Đặc biệt với tinh thần nhân ái vì cộng đồng, thầy giáo Mai Văn Truyền đã trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện được 20 lần. Bên cạnh đó, thầy Truyền còn tích cực vận động học sinh bỏ học trở lại trường và mở các lớp tình thương cho học sinh không có điều kiện đến trường. Việc học tập theo bác là một việc làm cần phải làm thường xuyên và liên tục. Và theo bản thân mình thì chúng ta nên bắt đầu từ những việc nhỏ nhất và xung quanh chúng ta. Thì với mình là làm công tác giảng dạy thì bắt đầu thì mình nghĩ đến những việc quan tâm đến các em, gần gũi với các em. Với đặc thù các em ở đây là người đồng bào dân tộc, rồi cái việc điều kiện các em tiếp xúc với bên ngoài cũng còn hạn chế, cho nên là mình luôn nghĩ đến những cái cách nào đó để các em có thể vui chơi một cách thoải mái, một cách chủ động, để từ đó khơi dậy cái hứng thú học tập cho các em. Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ giáo viên toàn ngành đã không ngừng nỗ lực vượt khó, tích cực nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường sử dụng các phương pháp giáo dục mới như tiết dạy học thực địa và sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Công tác thi đua dạy tốt, học tốt được cán bộ giáo viên hưởng ứng mạnh mẽ, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng quản lý giảng dạy. Công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cũng được các đơn vị đẩy mạnh. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm đã được áp dụng rộng rãi trong các đơn vị trường học và mang lại hiệu quả thiết thực. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên không ngừng được nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hiện nay 100% cán bộ quản lý giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó có 64% đạt trên chuẩn. Đối với ngành giáo dục thì gắn cái việc thực hiện cái chỉ thị 05 này với các cái phong trào và các cái cuộc vận động của ngành, như là mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học sáng tạo, hay là các cái phong trào về đổi mới sáng tạo, thì nó có những cái việc làm hết sức là cụ thể. Và chúng tôi cũng thấy rằng là thực hiện cái chỉ thị này thì nó đã có những cái chuyển biến rất là tích cực đối với toàn ngành. Cụ thể là có những cái tấm gương thầy cô giáo có thể nói là rất là tận tụy đối với các học sinh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Mục tiêu của ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới là tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động phong trào thi đua trọng tâm của ngành. Với hướng đi đúng và quyết tâm cao, tin rằng những nội dung học tập và làm theo bác sẽ được ngành vận dụng linh hoạt, hiệu quả, tạo động lực
để mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh nỗ lực vượt khó, nâng cao năng lực, rèn luyện nhân cách, phẩm chất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra.